đó rồi hôm đó không có đây gì đó. Hôm đây là thứ bảy rồi, đây là ngày 26 tháng 11 2022 và tháng 2 tháng nữa là Tết rồi. Hiện tại bây giờ là 2 giờ rưỡi trưa và đây là cầu Bằng Nguyễn Đắc Từ. Thì nửa hộp ly tây thôi, đông thì cũng không đông lắm, cái chân là cũng vừa á. Xe hơi quá trời. Hôm bữa thì mình có mua một cái đồ tâm trong để mình dướng cái lên camera lại cho nó đỡ chạy, nhưng mà dướng thì nó không có chạy thiệt, nhưng mà khi mà những cái đoạn clip mình quay ra nó như nó cái hình ảnh giống như là nó bị méo mó, nó bị biến dạng sao sao á, nó mờ 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 nhìn rất là khó chịu, hay là bây giờ thả ra luôn. Ra được đường Võ Văn Kiệt, chuẩn bị đến đến với lại bệnh viện tâm thần. Dạ này bệnh viện tâm thần rất là đau luôn á, nhất là buổi sáng khi mà mình chạy ngang qua, những người mà họ đi khám về sức khỏe tâm thần rất là đông, và không phải là những ai mà đi khám thì đều bị điên điên khùng khùng đâu, có nhiều người họ bị sai chứng tâm lý á, giống như là bị trầm cảm này kia á, họ đi khám rất là nhiều.
nữa rồi. Đoạn đường này được cho phép là chạy 50 km/h. Trong đây buổi trưa vắng ghê, 2 giờ trưa, 2 rưỡi trưa, có vài con cá nó đi ăn nhầm thôi. Là đường Hải Thượng Lãng Ông,
đường này bán hàng hóa trang trí theo kiểu Giáng sinh. Những cái vật trang trí Giáng sinh đều đã bán ở đây hết. Không như muốn mua cái gì cũng có đó. Lấy hai cái trứng nướng. Cho thêm hai cái trứng cút rồi chị. Giao thông đang bắt một chiếc xe hơi và bánh xe chắc bị sẹp đó, chạy cái kiểu rung 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 lắc khó chịu ghê á. Là chợ Phùng Thân nha, chợ Phùng Thân.
thì trời mưa là một chút xíu thôi à, không có lớn. Rồi sau khi mà mưa rào xong á thì bây giờ nắng đã lên rồi. Đến đoạn này á là lúc nào xe cũng bị nghiện, cũng bị kẹt xe á. Bởi vì sao? Bởi vì đây là đường này có thể là hai lên đường, đặt hướng thì có hai lên đường lực. Nhưng mà lên nó cứ bên trong đó là lên hỗn hợp, xe máy, xe tải, xe hàng chạy cũng được hết á. Có lại có nhiều cái cành nữa, nên là hơi bị kẹt xe.